Hello, xin chào mọi người. Giờ đã tối rồi. Thì tôi sẽ review cho các bạn xem một buổi nấu ăn buổi tối. Hiện tại tôi đang ở bên Nhật. Và công việc hay là cuộc sống nó cũng rất khó khăn. Bây giờ là tôi chuẩn bị nấu ăn. Và món đầu tiên đây, tèn 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 đấy, tôi sẽ làm cá nướng, cho các bạn xem nhé. Nướng cá này rất ngọt nha. Rồi để tôi bỏ vào trong này xong quay cho các bạn xem. Rồi giờ tôi đã bỏ cá vào trong rồi, giờ cho các bạn xem. Đây, đây là cái bếp ga ở Nhật nha. Ở dưới, tầng dưới là có cái bếp nướng. Rồi tôi đẩy vào và bật. Tôi để chế độ vừa phải, không lát nữa nó cháy. Đang tiếp theo là món trứng chiên. Trứng chiên với cà chua. Rồi mình tự bươi để mà nấu ăn. Trứng chiên này chắc các bạn chưa bao giờ chiên không? Đây, lần này tôi cho các bạn xem. Vâng, đây là trứng chiên cà chua. Phương thức nấu ăn nó không 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 đi một trật tự nào hết, có nghĩa là ẩm thực lung tung ấy. Đây, rồi tại vì tôi sắc cà chua cho nên là chiên nó không được được ấy, cho nên tôi phải đảo, không ngó là bên dưới nó cháy. Vâng, rất hấp dẫn đúng không các bạn? Ai mà đang đói nhìn vào đây cũng muốn ăn rồi. Rồi, nó đã sắp chín. Tôi có một món cánh gà chiên muối, răng muối. Nhưng tôi sẽ chiên cứng trước.
Để lát nữa lấy chảo rang thịt gà luôn, không cần phải rửa nữa. Vâng, nó đã chín rồi nhá. Tôi sẽ đổ ra bát nhá. Hiện tại là đã xong được một món trứng. Đây các bạn xem này. Thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Đấy, và bây giờ tôi sẽ nấu món tiếp theo ấy là món cánh gà chiên muối. Vâng, tôi để máy quay cái đó. Ủa, nóng. Cánh gà tôi đã luộc qua nhá, luộc qua để cho nó có độ chín. Tôi sẽ chiên qua để cho nó có vị màu vàng rồi lát nữa đổ cái gia vị. Gia vị đây các bạn, đây là muối, mì chính với đường, một ít ớt nữa, rồi lát nữa tôi sẽ đổ vào. Nhìn có vẻ không ra đầu bếp nhưng mà cũng hấp dẫn. Các bạn xem nhớ like và bình luận, và đặc biệt là các bạn đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Vâng, tôi sẽ lật lật con cá lúc nãy nướng không có nó cháy. Cá thì tôi nướng vừa chín thôi để độ ngọt của con cá vẫn đang còn. Vừa nấu vừa nuốt nước miếng. Rồi bây giờ tôi sẽ đổ cái gia vị vào. Cánh gà rang muối. Thế là lát nữa là có ba món. Ba món là ăn buổi tối và buổi sáng. Rồi sáng mai đi làm. Ngon. Cuộc sống xa nhà vất vả mẹ ơi. À,
tôi sẽ up lên Facebook á. Nhưng mà các bạn có một số người mà không biết để đăng ký á, thì hãy nhập hãy vào YouTube và nhập tựa đề của video ấy, rồi các bạn tìm và thấy cái video này rồi có một hai chữ đỏ đỏ là đăng ký. Các bạn bấm đăng ký xong rồi bấm luôn cái chuông ở bên cạnh luôn. Cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ thịt gà đã chín, tôi sẽ đổ ra đĩa. Tèn 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 tèn. Rất hấp dẫn. Không thể cưỡng lại được nữa. Thế là xong. Bây giờ là chỉ chờ món cá nữa các bạn nhé. Cơm cũng đã cắm rồi. Cắm được không có lạt được quên thì không có cơm mà ăn. Ngon. Đây là món trứng. Hấp dẫn. Vâng, đây là bữa cơm tối của tôi nhá. Bao gồm cánh gà rang muối với cá cá nướng với trứng chiên cà chua. Thật đơn giản nhưng mà nó cũng phức tạp. Vâng, thế là giờ bây giờ là chờ cơm nữa là ăn thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nhá, với xem và like. Cảm ơn các bạn. Video sẽ tạm dừng tại đây.